Xin chào cả nhà. Thì hôm nay ở nhiệt độ ở bên mình, ở bên Canada là hiện tại là âm 20 độ C. Mấy hôm trước ấy âm đến 25 độ C, ngoài trời có khi cảm nhận được là âm đến 30 độ C. Vậy thì làm thế nào để mình thì cho với những các bạn mà chuẩn bị sang Canada du học, hay là cho những ai mà chuẩn bị sang Canada thì mình cần chuẩn bị những gì, điều cần thiết nhất đối với mọi người ấy khi sang Canada ấy là phải có một đôi giày thể thao, một đôi giày thật là thoải mái. Tại vì ấy, mình mới sang thì tất nhiên mình chưa có điều kiện là mua xe, có ô tô các thứ ngay, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải đi lại rất là nhiều, hoặc là đi bus hoặc là đi bộ. Thì mình sẽ cần một đôi giày rất là thoải mái cho đôi chân của mình trước đi ạ. Sau đó thì mình sẽ cần đến một chiếc áo. Mình cần mua một chiếc áo mùa đông thật là ấm. Thì áo mùa đông đối với người mà có điều kiện thì mình có thể mua hãng Canada Goose. Nhưng mà những người nào mà không có điều kiện, có nhiều hãng đắt tiền hơn nữa, nhưng mà hãng của Canada thì đấy là hãng mà rất là phổ biến và hầu như ai cũng biết đến. Còn đối với các bạn mà chưa có điều kiện và gia đình cho sang đây học, không phải vay mượn này nọ, thì sang đây để có một chiếc áo ấm mà mua hiệu đắt tiền thì nó mất hàng ngàn ấy. Còn đâu mình có thể mua tầm những áo có hiệu như là hiệu North Face hay là Colombian. Những cái hiệu đó thì nó cũng mua tầm khoảng hơn 200 trở lên ấy, khi nó sale, nó giảm giá đấy. Thì những chiếc áo như vậy thì rất là ấm rồi. Hoặc là của hiệu Uniqlo, hãng đấy thì ở bây giờ rất là phổ biến và áo cũng rất là ấm. Mình đã mua một chiếc và cảm thấy nó rất là ấm. Nhưng mà cho những người đi bộ thì mình chắc là phải mặc thêm một cái áo nữa, nhưng mà tại mình đi ô tô nên là cũng không cần đến. Thì áo đấy cũng rất là ấm rồi. Uniqlo thì giá rất phải chăng, 250. Đấy là giá gốc. Còn sale thì cũng dao động từ hơn 100 trở lên. Thì mình chắc là mình khuyên là mua của hãng Uniqlo vì giá cả rất là hợp lý, và áo sẽ có một chiếc áo thật là ấm, và một đôi, mình phải cần một đôi mà boot hay là một đôi giày mùa đông thật là ấm, và có những đôi tất thật là ấm, những đôi găng tay thật là ấm, những cái khăn và cái khay mũ. Đấy là những phụ kiện thật là rất là cần thiết đối với mùa đông ở bên Canada và những nước lạnh như là Nhật, Hàn thì cũng cần như thế đấy. Tại vì thời tiết mùa đông rất là khắc nghiệt, nó không giống như mùa đông ở Việt Nam, nên là mọi người phải chủ động. Tại nếu mình ở bên Canada này ấy, mùa đông mình không thể mà điện giống như Việt Nam, điện thật là đẹp, quần áo mốt mát này nọ, cũng mốt thì mình cũng có thể, mùa đông mình vẫn có thể mốt được, mình thay đổi màu sắc khăn rồi mũ rồi thì găng tay găng giày. Nhưng mà khi nào có điều kiện thì cái đấy là điều đơn giản, nhưng mà nó cũng không có mốt mà mỏng manh như Việt Nam được. Tại bên này nó rất là lạnh, lạnh nhất đấy, những cái tháng lạnh nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Thì mọi người nên chủ động như thế. Còn về phương tiện đi lại thì bớt mùa đông bus, đi xe buýt ý, thì nó
an toàn và an toàn nhất. Nhưng mà mùa đông ấy phải đợi xe bớt ấy thì rất là lạnh, lạnh cóng buốt luôn ấy. Mình đã trải qua rồi nên là mình biết cảm giác đó. Nên là đấy là những gì mà mình khuyên mọi người nên chủ động khi mới sang nước ngoài, sang Canada đến mà vào trúng mùa đông. Còn mùa hè thì nhiệt độ cũng rất là nóng, nhưng mùa hè ở bên đây cũng dễ chịu hơn Việt Nam nhiều. Ở bên Canada ấy thì mùa đông nó không nó lạnh ngoài trời thôi, ở trong nhà thì vẫn mặc áo cộc bình thường, tại trong nhà là cả hệ thống nhà mình đều, nhà nào cũng vậy, cũng đều có sưởi. Mùa hè thì có máy lạnh toàn hệ thống cả nhà luôn. Thế nên là về vấn đề mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, ở trong nhà thì không nói làm gì đúng không ạ? Nhưng mà ở ngoài trời ấy, mình phải chủ động, lúc nào cũng phải mặc ấm, mà lúc nào mình cũng phải theo dõi thời tiết, tự báo thời tiết để mình biết là lạnh, nóng lạnh như thế nào ạ. Mùa hè thì nói chung là ở bên nước ngoài, bên Canada thì có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Mùa đông cũng như mùa hè lúc nào cũng có rất là nhiều hoạt động. Nên cái này có khi mình nói trong video tiếp theo. Thì đấy, còn gì nữa không? Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt cho mình nhá, thì mình sẽ trả lời vào những video tiếp theo, hoặc là mình sẽ trả lời comment của các bạn. Xin chào và nhớ subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.